và tiêm bằng C, cái chị sẽ nghĩ được một chẩn đoán khác nhau. Thành ra học tim mạch không có là học thừa. Bây giờ chúng ta học bài nữa nhé. Rồi, xem tim cả năm thì giảm với em chưa rồi. Yeah, chắc mai nếu có thì giờ kịp thì giảm hơn bài đó nhé. Cái bài này nó chỉ có mười mấy slide thôi, nó rất cần thiết nhé. Tính mạch hệ thống là gì? Là tính mạch chiều trên với tính mạch chiều dưới là tính mạch hệ thống. Bình thường tính mạch chiều trên, tính mạch chiều dưới đổ vào nhĩ nào? À, nói như có thì trường hợp này nếu tính mạch chiều trên, tính mạch chiều dưới đổ vào cấu trúc khác ngoài nhĩ vào, chúng ta gọi là nối liền bất thường tính mạch hệ thống. Đây là gồm có như sau này. Nó vẫn đổ vào nhĩ phải, nhưng mà nó vẫn có thể bất thường là ví dụ tính mạch chủ trên trái thay vì đổ thẳng nhĩ phải nó đổ vào xoang vàng, từ xoang vàng rồi nó mới đổ vào nhĩ phải. Nên em nhớ xoang vàng không? Xoang vàng là chúng ta nhớ máu của động mạch vành sau khi đôi cơ tim mau mạch đó thì nó ra những mạch máu rất nhỏ tĩnh mạch, thì tất cả cái tĩnh mạch của đôi tim nó gom lại thành một cái chỗ cuối cùng tĩnh mạch lớn đó là xoang vàng đó, nó đổ vào xoang vàng. Nó cũng tính mạch chủ dưới mà nó bị thay vì nó đổ thẳng vào nhĩ phải, nó đổ nhĩ phải của tính mạch azygos. Tính mạch azygos đây tính mạch nó nhỏ xíu à. Nếu bây giờ bệnh nhân này mà mổ lồng ngực, nếu phẫu thuật viên không để ý mà cắt tính mạch azygos rồi nghĩ cái tính mạch nhỏ sẽ không ke, không làm gì, không nối lại thì sau mổ bệnh nhân sẽ bị gì? Nhân sốc mà chết. Tại 60% lượng máu tính mạch chủ dưới, nhớ là nó dẫn 60% lượng máu về tim phải, mà bây giờ nó chỉ đổ khoảng tích mạch azygos, em lỡ mổ em cắt đứt rồi em không nối lại thì sao bệnh nhân mất 60% công lực tim, làm sao ra hồi sức bệnh nhân sống được. Thành ra cái này nó rất cần thiết nếu bệnh nhân mổ lồng ngực mà chúng ta không để ý kỹ. Rồi đổ vào nhĩ trái này, đổ nhĩ phải, cái này vẫn là người đã là bất thường, cái này bình thường nó phải đổ nhĩ phải, nhưng mà thay vì đau đầu hai chân này nó là bất thường, bây giờ đầu nhĩ trái đương nhiên là bất thường. Bán phần là tính mạch chủ trên trái nó đổ vào nhĩ trái, tính mạch chủ trên phải nó có thể đổ nhĩ phải. Bình thường chúng ta có tính mạch chủ trên trái không? Ai có giơ tay? Cô áo trắng này, áo trắng có anh em đã có tính mạch chủ trên trái không em? Em có? Người ta đâu biết, nếu thì có thì thầy đâu biết. Nếu thầy không làm siêu âm sao thầy biết được à. Bình thường khi trong giai đoạn phôi thai chúng ta có cả tính mạch chủ trên phải lẫn tính mạch chủ trên trái, nhưng mà khi chúng cái thai nó lớn dần lên, tiến triển lên thì tính mạch chủ trên trái nó teo đi, nó thoái hóa đi, chúng ta chỉ còn tính mạch chủ trên phải. Nhưng mà máu nửa bên trái của đầu á, chúng ta vẫn chạy xuống đến đây, chúng ta qua tính mạch vô giai, chúng ta đổ vào tính mạch chủ trên phải để bình thường. Bây giờ nếu chúng ta vẫn còn tồn tại tinh mạch chủ trên trái thì nó cũng có thể đổ vô được. Và nếu đấy trường hợp đó là bệnh nhân có bất thường, là bệnh nhân có tinh mạch chủ trên trái này, nói trực tiếp của chúng ta được vài bệnh nhân tinh mạch chủ trên phải nó bất thường ở nhĩ trái, bệnh nhân tự tinh mạch chủ dưới đầu ở nhĩ trái rồi, nếu nhân bất thường hoàn toàn thì hiếm lắm, trên thế giới rất rất hiếm. Tại hoàn toàn tức là gì? Hai tinh mạch trên trái lên phải nó đổ không chúc khác ngoài nhĩ phải hết. Rồi bất thường có xong tinh mạch đổ nhĩ phải. Rồi bây giờ nối liền bất thường tinh mạch chủ và nhĩ phải. Thường nó không có kiện lâm sàng thì nó cũng biết được. Thứ nhất tinh mạch trên trái đổ xong ngoài. Đây là bất thường thường gặp này. Tần suất 3 đến 1.000 trẻ sơ sinh và chiếm đến 2-5 phần trăm bệnh tim bẩm sinh, có 85 phần trăm có cả tinh mạch chủ trên trái và phải nó đổ xong vài, có 15 trường hợp chúng ta gặp chỉ có tinh mạch chủ trái không có tinh mạch chủ trên phải, thì lúc đó máu nó bất thường lắm, nhân vẫn có thể. Nhưng mà cái này mặc dù nó chạy bất thường như vậy nhưng mà về huyết động nó không có gì bất thường hết. Tại sao? Tại nó đổ xong vài, xong vài sẽ đổ nhĩ phải, thì ra về huyết động nó không có gì, nhưng mà cái lộ trình nó có bất thường.
rồi tính mà chủ dưới đối với nhĩ phả qua trung gian tính mạch azygos thì cái này thế đấy. Rồi bệnh nhân khiếm khuyết ở phần gan tính mạch chủ dưới này, máu tích mạch trên gan đổ thẳng nhĩ phải, còn máu tích mạch chủ dưới đổ vào nhĩ phải qua trung gian tính mạch azygos. Thì thầy nói nếu mà mình cắt đứt trong lúc phẫu thuật lồng ngực của bệnh nhân nguy thì đây là hình bệnh nhân là bị đứt đoạn tính mạch chủ dưới nha. Máu từ phần dưới, máu tích mạch chủ dưới này nó qua trung gian tích mạch azygos, nó đổ vào tích mạch chủ trên, là nó đổ vào nhĩ phải. Còn tính mạch gan thì nó đổ vào nhĩ phải, gần toàn bộ máu phần dưới này nó đổ qua trung gian tích mạch azygos. Còn cái này emi azygos tính mạch nửa, còn là accessory azygos tính mạch là cái mình biết ít nhất, mình tưởng nó không quan trọng, nhưng thực ra cái tính mạch trong phẫu thuật nó cũng rất quan trọng. Rồi bây giờ nối liền bất thường bán phần tích mạch chủ và nhĩ trái thì cái này cũng là bất thường thực sự đấy, thay vì đầu nhĩ phải nó đầu nhĩ trái, tính mạch chủ trên trái đầu nhĩ trái 80% trên chỗ đầu nhĩ trái ở chỗ giữa tiểu nhĩ và tính mạch phổi phải. Tính mạch chủ trái đầu và nhĩ trái là phần bất thường bẩm sinh tim phức tạp, bất thường xoang vành. Tính mạch chủ trái đầu nhĩ trái mà không có tính mạch chủ trên phải. Còn nếu bệnh nhân không có tính mạch chủ trên trái đó, thì không có tính mạch chủ trên phải, chỉ có tính mạch chủ trên trái đơn độc đó, thế tức là nó sẽ dẫn 40% lượng máu vào cơ thể. Cái gì nhớ nhé, là tính mạch chủ trên nó dẫn 40% lượng máu cơ thể, tính mạch chủ dưới nó dẫn 60% lượng máu cơ thể. Trường này có tính mạch chủ trên trái nó đổ bất thường mà không có tính mạch trên phải thì bệnh nhân sẽ 40% lượng máu đen nó sẽ đổ vào nhĩ phải trái, bệnh nhân sẽ có tím, máu nó chuyển đến có tím. Nhưng mà trường hợp này nó có tím nhưng mà nghe tim chúng ta không thấy âm thổi. Thường thường bệnh nhân có tím đa số chúng ta nghe thấy âm thổi tâm thu giảm phụt ở đây do bệnh nhân bị hẹp van ở mạch phổi, nhưng cái này nghe tim hoàn toàn bình thường không thấy gì hết. Và bệnh nhân có tím thì coi chừng đó là bệnh này nối liền bất thường tính mạch chủ trên trái đầu nhĩ trái. Thì đây là cái hình ảnh của bệnh nhân. Trường hợp này bệnh nhân có tính mạch chủ trên phải, tính mạch chủ trên trái, tính trái đã đổ vào và tính mạch xoang vành ở đây này, coronary sinus ở đây, chúng ta chụp chúng ta thấy như vậy. Rồi đây là cái hình ảnh tính mạch tồn tại tính mạch trái đổ vào xoang vành, bệnh nhân có thể đổ xoang vành đấy. Rồi bây giờ tính mạch chủ trên phải đầu nhĩ trái nếu có không có thông linh nhĩ này từ vào tính mạch chủ trái kèm theo thì cái này bệnh nhân cũng sẽ có biểu hiện tím, tức là 40% lượng máu đen nó đổ vào nhĩ trái, thì giống như cái trường hợp lần trước mà không nghe thấy âm thổi gì hết, bệnh nhân có tím chúng ta siêu âm chúng ta mới tìm ra bệnh này. Rồi tính mạch chủ dưới đầu nhĩ trái thì nó nặng hơn, tại vì nó chứa 60% lượng máu và cơ thể nó đổ nhĩ trái. Nếu nó không có thông linh nhĩ thì nó biểu hiện tím từ nhỏ. Khi có thông linh nhĩ, nếu thông nhĩ nó lớn hay thông nhĩ độc nhất thường không có biểu lâm trạng mà chỉ có triệu chứng của thông linh nhĩ thì nó không có gì các cái còn siêu âm chúng ta xác định bệnh nặng. Đây là bất thường tính mạch chủ dưới và tính mạch chủ vào nhĩ trái nhé. Nếu bệnh nhân có thể tính mạch chủ dưới này nó có thể một phần nó đổ nhĩ trái, một phần vẫn có tính mạch dây gốt nó đổ nhĩ phải ở đây. Còn cái trường hợp này bệnh nhân chỉ có tính mạch chủ trên trái cái đỏ của nhĩ trái, bệnh nhân không có tính mạch chủ trên phải. Còn trường hợp này nó phức tạp nữa, bệnh nhân có tính mạch chủ trên trái, bệnh nhân có tính mạch chủ trên phải, trên trái cái đỏ nhĩ trái thì bên phải đỏ nhĩ phải, bệnh nhân có cái tính mạch Cozan nó nối từ đây đến đây, như vậy máu từ đây nó có thể chảy qua đây một phần, chảy qua đây và trường này thường nó không tê. Nhưng mà nếu cái cầu nó nhỏ đó thì đây chảy qua đây ít, máu chảy qua đây nhiều thì nó chỉ 20% lượng máu, còn cầu này nó cũng có thể nhỏ nó biết luôn thì hai với nhau thì cái này chúng ta chẩn đoán bằng siêu âm chứ bệnh nhân không hề có biểu lâm sàng kể từ cả tím. Rồi bây giờ nối liền bất thường hoàn toàn tính mạch chủ và nhĩ trái thì rất hiếm. Trình độ khi thầy soạn cái bài này thì dựa trên một cuốn sách của Pháp, tôi viết năm 1995 thì nó bảo lúc đó chỉ có 10 trường hợp được báo cáo và
Thế thường thường mình nhân sống được nó chết nó tiêu rồi, nó đâu ra đời gì nữa. Luôn luôn có thông duyên nhiên lớn, chứ không có thông duyên lớn mình nhân chết chắc. Như phải thân nhỏ rồi rồi mình bình thường. Nên lâm thường là thức tạng. Cái này thầy chưa thấy bao giờ. Rồi bất thường các quan của song tinh mạch. Tiêu bình thường còn còn sót lại các quan của song tinh mạch. Tạo thành quan tất tất si ở bờ của lỗ tinh mạch chủ dưới đổ vào như phải quan tây bên dưới ở bờ lỗ song mạch. Khi các chị làm xương các chị thấy cái như phải nó có cái giải nó phất phơ nó nằm trên tinh mạch chủ dưới đó, các chị nói là bệnh nhân có quan tất tất si. Còn nếu vào chỗ song mạch quan tây bên dưới cái này để mình biết thôi, chứ nếu cái van nó không cản đường đi của máu chúng ta không phẫu thuật để nguyên bệnh nhân sống suốt đời. Cái đó những cơ quan này không thể hóa sẽ tạo thành một màng có thể tạo vách ngang, nó thành ra tim ba bụng nhĩ phải. Đến khi nó tận đến khi nó về tạo thành cái tim ba bụng nhĩ phải chúng ta mới phải phẫu thuật, còn không có thì thôi. Hồi sáng ở Tâm Đức cũng có ca hai để khám với người bệnh là bác sĩ mổ tim lúc làm xương ấy, các anh chị chỉ thấy bệnh nhân hẹp bằng hai lá thôi rồi cho đi mổ. Thì lúc mổ hẹp bằng hai lá xong lúc mổ ra đấy thì phẫu thuật viên có thấy có thêm một cái màng trên bằng hai lá đấy, anh phải cắt cả cái màng rồi cũng sửa bằng hai lá đặt vòng qua. Giờ đó bệnh nhân vừa có tim ba bụng nhĩ vừa có hẹp bằng hai lá ở thấp, bệnh nhân đó có rung nhĩ. Bây giờ bệnh nhân hẹp bằng hai lá có rung nhĩ em dùng kháng đông gì không biết không hả quên. Bệnh nhân hẹp hai lá mà rung nhĩ dùng kháng đông gì dạ, thì cái ca đó ở sáng các quân đi học đây là cái ca đó. Thì thầy nói bác sĩ tao là thứ nhất mỗi bệnh nhân mặc dù có tim bao rung nhĩ nhưng có hẹp hai lá mình vẫn phải dùng kháng vitamin K cho người bạn. Mặc dù bệnh nhân mổ tim rồi mình cũng không dám sử dụng kháng đông mới, thì nó không có cái nghiên cứu nào đó mình cũng dám dùng, mình vẫn dùng kháng vitamin K cho người bạn. Mà cái ca đó nó có hại là cái anh bác sĩ phẫu thuật anh mổ xong anh không biết là bệnh nhân có rung nhĩ từng lúc, anh chiếm rồi và anh ngưng kháng đông luôn, may quá không liền đó. Mà mổ được 1-2 năm tại cứ theo bác sĩ phẫu thuật mổ. Các anh chị nhớ nhé, khi mổ tim xong đó bệnh nhân phải đến bác sĩ nội khoa chứ thì không có phẫu thuật. Thì đa số bác sĩ phẫu thuật là chưa phải đâu có học gì đâu, chưa phải chưa phải ăn thuốc cũng như là anh không phải biết là bệnh nhân rung nhĩ cơ, tao làm không ta mới thấy rung nhĩ cơ. Thì đáng nhẽ là mình phải cho bệnh nhân vẫn có kháng đông kháng nguyên ca. Thì nó sáng phải thảo thì nếu dùng thuốc ác là không thì không làm thì không có nghiên cứu, nên mình vẫn dùng kháng nguyên ca cho người bệnh vì rung nhĩ cơ. Thế chứ có bác á mà ca đó mình không cần tính chất phát, mặc dù bà có 50 tại vì bà đã quá hẹp cái đá rồi mình không tính chất phát làm gì. Mổ xong diện tích bảo qua nó được có 1.6 cm vuông thì không tính chất phát mình phải chữa kháng đông như người bệnh. Thì đấy là tim ba bụng nhĩ, còn một cái là kẹp hẹp hai lá hậu thấp rồi bây giờ nó tim ba bụng nhĩ phải. Nếu nó thực chân một thường mình thấy vậy nhưng nó không có ảnh hưởng đến vết đạo chúng ta không cần mổ. Bây giờ nếu tim ba bụng nhĩ phải nó ảnh hưởng vết đạo nó gây ra cái gì ai mà cô bé áo trắng cái con này. Tim ba bụng nhĩ phải ảnh hưởng vết đạo ảnh hưởng cái gì thầy coi em suy đoạn cái này chưa dạy bao giờ đấy mà em suy ra được đâu. Con có xe đâu? Có xe đâu? Huyện hả? Nhưng mà cũng tốt nghiệp rồi đại học rồi. Tìm ba vùng nghĩ phải thì nó ảnh cứ đọc ảnh hưởng đến gì cô bé? Thì nghĩ suy nó ra nhé. Rồi anh này anh áo caro đỏ kìa cứ bồ được không em? Thì nghĩ suy ra được chứ làm sao được? Tim ba bụng nhĩ trái nó làm y như hẹp van hai lá, còn tim ba bụng nhĩ phải nó đến hậu quả gì con suy ra được? Thì nó làm y như hẹp van lá, hẹp van lá thì biểu hiện lâm sàng là cái gì? Hẹp van lá biểu hiện lâm sàng là cái gì mà? Hả? Em đúng rồi, em rất đúng. Thứ nhất là giãn nhĩ phải, thứ hai là gì? Tiêu chứng của suy tim phải, tinh mạch cổ nổi, gan lớn, cổ trướng. Thiếu máu đi qua. Thiếu máu từ thất phải thì thiếu máu, đúng rồi, không có máu lên đâu. Thế thì ra, thầy muốn mấy em suy đi chứ.
tim ba bổ nhĩ phải, tức là máu nó xuống cũng được, thì nó phải ứ lên trên tính mạch chủ trên và tính mạch chủ dưới làm triệu chứng của suy tim phải. Và đương nhiên là nó sẽ máu sẽ lên phổi ít. Mà người tim ba bổ nhĩ phải có bị phù phổi cấp phải không con? Mà con sao con so vậy? Phù phổi cấp không? Không, không phải là thầy con đến đâu có phù phổi cấp đã tiêu rồi ha. Tim ba bổ nhĩ trái thì phù phổi cấp, rồi nhĩ phải không bao giờ phù phổi cấp được. Rồi đây là cái chờ Van der Tassi này, Van der Tassi nó nằm trên tính mạch chủ dưới này, Van der Tassi. Rồi như vậy cái bài nói đề tức vào sẽ có nó rất đơn giản, nhưng mình phải nghĩ, mình phải học lần cho biết, cũng như cái bài xuyên tinh cảm năng, các chị phải biết cái đó để cho kiến thức mình đủ để mình làm việc. Thì thực ra đa số là mình suy ra được hết, nhưng nếu mình không nghe qua một lần, mình sẽ không có ý niệm trong đầu, mình bỏ sót. Tức là nếu nó nói tính một chủ trên, tính một chủ dưới, nói một cấu trúc phát ngoài như vậy, thì chúng ta nói là bệnh nhân nối liền bất thường tính mạch hệ thống. Chúng ta biết là tính một chủ trên nó dẫn 40% đường máu cơ thể, tính một chủ dưới dẫn 60% đường máu cơ thể. Nếu nó đổi như trái, chắc chắn bệnh nhân sẽ bị thế. Bệnh nhân muốn bớt thì bệnh nhân phải có thông linh nhĩ, mình cứ suy ra từ từ. Nếu bớt, đó là cách phần siêu âm từ từ để giải quyết hết mọi chuyện. Rồi các em có hỏi gì hai bài nào? Hỗ trợ thất phải á, trả ra đây em. Em biết cái máy hỗ trợ thất bao nhiêu? $100,000 cái Enkala đó. Và là đầu tiên người ta chỉ làm thất trái không ạ? Thì thất trái nó quan trọng quá. Mà Enkala khổ cái nè, nếu bệnh nhân có suy thất phải em không được đặt thất trái. Tại bệnh nhân khi chúng ta làm cho thất á, thì nếu bệnh nhân có suy thất phải luôn chúng ta không làm thất trái. Thì ra nếu em muốn hỗ trợ thất phải em phải có máy hỗ trợ cả hai thất. Tại vì em hỗ trợ thất phải cái vách đi thất đó này có phần bên bệnh nhân suy thất trái suy thì ra được. Nếu đây quả tim của mình này hỗ trợ thất phải nhiều quá vách đi thất nó lại vậy. Tìm trên siêu hình khi đây thì có bài báo cáo, thì báo cáo cho các hội nghị tim siêu Mỹ đó. Như đây là em suy thất phải trái luôn. Thì ra không có đâu, thàn người ta ghép tim nó là máy hỗ trợ đâu dùng lâu rồi. Khi nào em chế được quả tim nhân tạo thì ok, phải quả tim nhân tạo. Thì đấy là cái dự án của cộng chế này em muốn làm đấy. Mà nhân loại ta muốn bên Mỹ đó đừng nghiên cứu á, làm sao chế được tim nhân tạo. Chứ còn đối với tim người mình không có đồ và vấn đề biến dịch tim heo mà biến đổi gen chưa giải quyết được hết. Rồi mấy cái hội yêu súc vật nó còn phản đối nữa cơ, đối nữa. Rồi tại sao mà heo hành hạ con heo biến đổi gen nó thành tim giống như con người đó, không mình là nó không dễ đâu. Thời gian người ta chỉ mong tế chế được tim nhân tạo. Mấy em coi phim giả tưởng đó, Ezilion phim của Mỹ đó, nó vừa em có bệnh phải đưa một cái máy nó thay hết mọi chuyện nào. Tương lai của mấy em sẽ là vậy. Nhưng mấy em trẻ này chắc tương lai có khi nó đau cái gì nó thay hết cái đó là sao? Rồi các em có hỏi gì không? Dạ con hỏi. Dạ thưa thầy, thì trong lâm sàng con đã gặp qua một hai trường hợp là có tĩnh mạch chủ dưới bên trái, thì con muốn hỏi là trong trường hợp mà có tĩnh mạch chủ dưới bên trái á, thì cái huyết động học của máu từ chi dưới mà dẫn về á, nó có ảnh hưởng gì tới mà lâm sàng hay là không? Cái thứ hai là nếu mà có tĩnh mạch chủ dưới bên trái á, thì cái xúc độ mà nó bị dị dạng, có tĩnh mạch chủ trên bên trái chẳng hạn, thì cái xúc độ đó nó có nhiều hay là không? Dạ, con xin hết. Tĩnh mạch chủ dưới bên trái thực ra nó không nhiều đâu. Trong giai đoạn phôi thai đó thì đương nhiên là chúng ta chỉ còn tồn tại cái một chủ dưới bên phải, cái bên trái teo đi. Thầy không nhớ nó 1/10,000 hay 1/100,000, thầy không nhớ đâu. Cái tần suất thầy nhớ hết rồi. Rồi nhưng mà tích mạch chủ dưới bên trái bên phải, nếu tất cả nó đổ như phải thì phải biết động em ngoài gần đấy. Nhưng mà nếu tích mạch chủ dưới bên trái nó đổ như trái, tích mạch chủ dưới bên phải nó đổ như phải thì em có vấn đề. Có thể thầy ra thầy muốn dạy mấy em suy luận đấy. Bây giờ giả dụ tính mạch chủ dưới bên trái nó đổ vô bên
nhĩ trái, tính về chủ dưới người phải bắt đầu của nhĩ phải, thì tức là 30% lượng máu của cơ thể bắt đầu của nhĩ trái, 30% lượng máu nó đổ của nhĩ phải. Và nếu nó đổ của nhĩ trái như vậy thì thể tích của nhĩ trái nó có nhiều hơn bình thường không? Thì muốn các em suy luận, mang mốt các em phải hỏi là máu nhiều bình thường không? Máu nhĩ trái bình thường nữa nha, bốn máu của tích mạch phổi, tích mạch phổi cộng với thêm máu với tích mạch bất thường của em nhiều lắm chứ. Như vậy bệnh nhân tăng tải thể tích nhĩ trái, tăng tải thể tích nhĩ trái nó sẽ lên tăng gì thì tăng tải thể tích gì nữa, nhĩ phải, nhĩ trái luôn, thất trái luôn. Bệnh nhân tăng tải thể tích nhĩ trái, tăng tải thể tích thất trái thì nó giống cái bài thống thể thất, mai mốt bệnh nhân sẽ suy thất trái, nó suy ra được không? Các em có hiểu đó không? Tức là máu nó nhiều quá tăng tải thể tích nhĩ trái, nó sẽ làm tăng tải thể tích thất trái, bệnh nhân sẽ suy tim trái. Còn nếu mà tất cả máu nó đổ hết về nhĩ phải, ok, chẳng có vấn đề gì, không phải nhiều người biết đâu. Thành ra trong cái lớp và chuyên khoa 2 thầy phải có một cái chứng chỉ gọi là huyết động cho mấy em học chuyên khoa 2 trên bài, thầy phải làm cái chứng chỉ huyết động. Dạy mình mấy buổi đó, tất cả mấy em phải học qua huyết động hết để mình mới hiểu hết rồi. Thôi nhưng mà thầy giảng này thì anh giảng huyết động cho mấy em, mình cứ suy luận qua huyết động mình hiểu được. Tại từ lớp em nó chưa thì không thể dạy hết mọi chuyện được, dạy mọi chuyện là 2 năm của mấy em kia thì mình mới giảng hết rồi. Thế còn đúng là mình cứ suy cái đó ra. Rồi các em có hỏi gì nữa không? Không được nói bất thường hợp nhĩ thất, bất thường hợp nhĩ thất và thất là đồng bài. Cái câu đừng có thiếu, đừng thiếu phần sau thì hay bị bỏ sót, đúng không? Chắc chắn hay bỏ sót. Thì thế này, nếu mà em làm siêu âm á, em làm cẩn thận á, em định đâu là nhĩ trái, đâu là thất trái, thất phải trước thì em ra nha. Ví dụ em thấy cái đó là thất trái thì đương nhiên em coi cái nhĩ trên đó có là nhĩ trái nhĩ phải, cái đó là cái dễ nhất đó. Em nhìn em biết chỗ nào nhĩ trái nhĩ phải không? Bây giờ thầy cắt bốn buồng từ mỏ, thầy cắt bốn buồng từ mỏ, thầy thấy cái van mà nó về phía đây tìm nhiều thì biết đó là van gì, van hai lá, thì dưới van hai lá là thất trái. Rồi thầy thấy cái nhĩ ngay trên đó nó có bốn tính mạch phổi đổ vô thì mình nói là tôi chắc đến 99% là bệnh nhân này tương hợp nhĩ trái, sau đó thất trái, bên kia như vậy thất phải. Thế ra cái mặt cắt dễ nhất là mấy em đừng bỏ sót mặt cắt bốn bộ từ mỏ, em rất đấy. Nhưng đa số mình làm mình quên, mình để ý đó. Thầy biết chắc chắn thầy làm thầy gần 28 năm làm xe với mấy em ở đây, thầy biết không mấy em bỏ sót rồi. Thì ra thầy nghĩ mấy em cứ làm một cách bốn buồn, mấy em trả lời câu đó xong là đúng, mấy em không có sót bệnh nhân. Rồi cái thứ hai là về lâm sàng, em thấy bệnh nhân là trẻ rồi, đốt cái đất đầu ba, hoặc là bệnh nhân có vun phật kinh sơn, thầy biết là thầy gặp bệnh nhân vun phật kinh sơn hoa, thầy nào trong lúc làm xương thì dặn em Phương là trước thầy là nhớ để ý coi có bất tư phải như thất, thất tại đồng mạch không, người có vun phật kinh sơn hoa đó, em nhớ để ý thêm cái đó. Học lớp như thế đó, ai lớp như thế đó và như thế đó. Thầy chỉ nghĩ là chỉ cần một mặt cắt em nó có nghĩ niệm rồi mà. Rồi ở đây nó có thường bắt đầu nó coi tiếp, còn mình chủ xuất phát rồi thôi, mình khỏi rất là dễ lắm. Rồi các em có hỏi gì không? Thầy hỏi là cái xoay quanh xuống nóc thì là mình xem đó là một cái thông liên nhị, cái xoay quanh hay là mình xem đó là một cái tiên pháp vô nhị. Thôi tôi mới nói coi như thông liên nhị thì xong bài. Người ta gọi xong là mất mái mới không nóc. Cái đó có rồi, giờ mấy em có hỏi gì không? Thôi chúng ta nghỉ mà tiếp.